Hôm nay Bát Hoa Xanh xin mời bạn Du Du ẩm thực đến Thái Lan với công thức làm món bát Thái đơn giản mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Nguyên liệu mình sẽ ghi trên màn hình nha. Đầu tiên mình ngâm bánh phở với nước ấm trong 30 phút. Bạn nên chọn loại bánh hủ tiếu hoặc là bánh phở dai sẽ ngon hơn. Tiếp đó mình ngâm nửa hộp mè với nước rồi chắc bỏ hạt, thêm 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt và 2 muỗng canh đường. Sau đó mình khuấy đều cho tan, phi vàng hành tỏi, cho tôm đã sơ chế bỏ vào, xào chín rồi cho bánh phở vào, thêm nước sốt nữa, đảo đều lên. Đoạn này bạn có thể tự canh tỷ lệ nước sốt với phở cho vừa miệng nha. Sau đó mình sẽ cho một ít dầu ăn để chiên trứng ở một góc chảo. Mình đảo trứng cho chín rồi mới trộn đều lên, thêm đậu phụ chiên nữa và cuối cùng là tắt bếp, cho giá, hẹ, một thìa cà phê bột ớt để tạo màu. Xếp ra dĩa và thưởng thức thôi nào. Món này phải ăn cùng đậu phộng mới đúng bài nha. Trước khi ăn thì mình bắt thêm một vài chọc chăn nữa. Sợi phở dai dai, tôm tươi ngọt, đậu hũ thấm đậm gia vị chua cay mặn mặn, thêm hẹ và giá nữa trung hòa hương vị, ăn nhiều không hề bị ngán. Nếu như bạn chưa có cơ hội để trải nghiệm món này ở Thái Lan thì hãy trổ tài để thử ngay món này tại nhà nhé. Hẹn gặp lại mọi người các video sau.